vô tự thiên thư diệp thần một chữ to dán trên mặt đất cũng không biết là thiên thư duyên cớ hay là huyền đế hư ảnh kia cố ý dùng lực đạo không phải là bình thường lớn hắn là từ hư vô mờ mịt một đường đập xuống đợi đứng dậy diệp thần mới thấy cảnh tượng trước mắt trong thiên thư lại tự thành một giới mờ mịt đến không có ánh sáng ma vụ mãnh liệt ma sát tàn sát bừa bãi hư thiên thường thấy lôi điện đạo đạo xé rách ngoài ra chính là ác niệm tàn niệm âm lãnh mà bạo ngược là một loại lực lượng vô hình như một trận cuồng phong trước mặt gào thét người tâm trí không kiên định tại chỗ có thể bị dập tắt cẩn thận lắng nghe còn có tiếng lệ quỷ kêu rên so với hư ảnh huyền đế kêu rên thê lương hơn nhiều hạo thiên tiên quân diệp thần hai mắt hiếp lại từ trong ma vụ mãnh liệt nhìn thấy một con lệ quỷ hình thái hồn phách hồn thể vặn vẹo không chịu nổi đã bị tàn niệm dung thành một thể khuôn mặt giữ tợn hung tàn hắn không phải chính là hạo thiên tiên quân sao hạo thiên tiên quân của thiên đình hắn vẫn còn nhớ như in từng không chỉ một lần tìm hắn luyện đan người coi như không tệ hiện giờ hồn phách của hạo thiên tiên quân xuất hiện ở chỗ này chỉ có một loại giải thích đó chính là hạo thiên tiên quân gần đây cũng tới bất chu sơn cũng vào khe nứt trong núi cũng thấy qua hư ảnh huyền đế bị lừa vào giết thiên ma thế nhưng thiên ma chưa giết chết lại đem chính mình chôn ở đây ngoại trừ hạo thiên tiên quân còn có không ít tiên gia thiên đình có hắn gặp qua cũng có người chưa từng thấy qua, không có ngoại lệ, đều là trạng thái hồn phách, một người so với một người thần thái dữ tợn. Xem ra, hư ảnh huyền đế chọn không ít người tiến vào giết thiên mà, lại không một ai thành công. Ân minh phái các người tìm ta, liền hào hào tìm kiếm, hết lần này tới lần khác vào bất chu sơn tìm kích thích. Diệp thần ai than thở, hạo thiên tiên quân bản tính không tính là xấu, lại thành một con lệ quỷ nơi này, làm cho người ta bị ai. Vẫn là những tiên gia bên ngoài so sánh, tổ đội du sơn ngoạn thủy, đi qua sân, đi dạo một vòng liền trở về. Huyền đế, người là không ai có thể tìm được, lần này chọn, đúng là chuẩn đế nhị trọng thiên. Diệp thần nhìn, tiếng cười u ám vang lên, lạnh như băng khô lặng, tràn đầy ma lực. Nhưng thấy sâu trong tà vụ che khuất, biểu hiện ra một đạo hình thức ban đầu của bóng người, đang từng bước đi tới, ma sắt ma vụ bốn phía đều nhường đường cho hắn, không cần phải nói, chính là thiên ma đế tàn niệm trong miệng hư ảnh huyền đế. Mặc dù là tàn niệm, cũng chưa có chút hứa đế uy, cũng không phải tà linh bên ngoài có thể so sánh. Hắn đạp ma sát huyết hài, uy thế ngập trời, có đế đạo pháp tắc vòng quanh người, nhưng cũng không tinh liệt, một đôi đế màu, rất đen kịt, như hai cái hắc động, lại giống như hai tòa vực sâu, lướt mắt một cái, đều cảm thấy tâm thần muốn bị cán nuốt. Diệp thần sách ra thiết côn, hai chồng mắt híp lại, cực tận mục lực, nhưng cũng nhìn không xuyên thiên ma tà niệm tôn vinh, bị mây mù đen nhánh che khuất khuôn mặt, hỗn độn 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 một mảnh. Lão đầu nhi, ta có thể đánh không lại hắn diệp thần chuyển thần thức đi ra ngoài tàn niệm đế đạo này là mang theo đế uy chỉ có một điểm này chính là hắn có khả năng chống lại hơn nữa chiến lược thiên ma tàn niệm thuộc về trí cường đỉnh phong nếu có một tôn cực đạo đế khí hắn tất nhiên là không sợ vấn đề là hắn cũng không có đế binh và lại chiến lược bị hạn chế rất nhiều đế đạo tiên pháp thời linh lúc không linh cứng rắn chiếm tất chết ngoại giới cũng không có hư ảnh huyền đế trả lời đã thấy một đạo tiên quang rực rỡ từ thiên thẳng tắp hạ xuống từ diệp thần thiên linh cái rót vào toàn thân hắn đó là một cỗ lực lượng thần bí có đế uẩn cũng có chút hứa đế uy đế uẩn hóa khải giáp đế uy hộ vệ nguyên thần để cho diệp thần hăng hái nhất chính là trong bóng tối kia cỗ áp chế cũng theo đó tiêu tán cũng nói đế đạo tiên pháp của hắn ở trong thiên thư thế giới là có thể thi triển sớm nói đi diệp thần nở nụ cười hung hăng vặn vợ cổ hắn không chịu áp chế nhưng thiên ma tàn niệm lại bị áp chế nơi này dù sao cũng là thiên giới tam giới trước khi chưa phân cũng thuộc về chư thiên phàm là thiên ma vô luận là đế hay là tàn niệm đều bị áp chế nguyên thần thật tinh thuần thiên ma tàn niệm âm tiếu cười cười nụ cười của hắn liền đột nhiên dừng lại đôi đế mâu như hắc động híp lại thành dây hư ảnh của huyền đế có thể ngửi ra sát khí đế đạo trong cơ thể diệp thần thân là thiên ma tàn niệm sao có thể ngửi không ra trong cơ thể tiểu chuẩn đế này không chỉ có một cỗ sát khí đế đạo và lại đều thuộc về thiên ma hắn chỉ có người tàn sát thiên ma đế mới chân chính có được làm sao có thể thiên ma tàn niệm khó có thể tin được đế của thiên ma vực hắn cho dù chư thiên bị áp chế cũng không có khả năng bị một chuẩn đế nhị trọng thiên tiêu diệt hơn nữa thiên ma đế rơi vào trong tay tiểu chuẩn đế này còn không chỉ có một tôn cho dù là định lực của hắn đều cảm thấy hoảng sợ tất có manh mối. Thiên ma tà niệm hư lạnh, ma lực trong mắt đan sen, là một loại thôi diễn bí thuật, lấy diệp thần làm căn cơ, truy tìm người trước của hắn. Tuổi theo này không quan trọng, thật trùng hợp không khéo, bị cán trả, một thân kêu rên, khóe miệng máu tươi chảy xuôi, khóe mắt càng có máu đen chảy ra. Có thể thấy trong mắt, càng thêm kinh sắc. Biết diệp thần không đơn giản, nhưng tiền thân của hắn càng dọa người, ngay cả hắn cũng thôi diễn không ra người, nhất định là đế. Chỉ cần nói đi, huyền đế hư ảnh tuyển người sao có thể không có bối cảnh xem thường ngươi thiên ma tàn niệm cười lạnh chẳng qua không sao cả cho dù tiền thân của ngươi có mạnh hơn nữa giờ phút này cũng chỉ là một tiểu chuẩn đế ngươi cũng không ngốc chọn lúc đạo tổ tự phong đi ra gây chuyện diệp thần cười nói vạn lần chủ tính chờ chính là hôm nay thiên ma tàn niệm động từng bước đi tới mỗi một bước đều đạp đế đạo ma sát mỗi một bước Điều như núi nặng nề dẫm lên phiến thế giới mờ mịt này rầm 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 muốn hỏng mất nơi này nhỏ bé đi ra ngoài đánh diệp thần cười ha hà nói nếu thật sự có thể cho thiên ma tàn niệm lừa gạt đi ra ngoài cũng đỡ phế thủ động chân còn có thể đem đạo tổ bừng tình chuyện kế tiếp kia liền dễ làm nhiều người đầu tiên thu thập ân minh thiên ma tàn niệm cười lạnh thật cho rằng bổn đấy là kẻ ngốc thiên ma đều não tàn Diệp thần hư lạnh, biết lừa gạt vô dụng, trực tiếp khai công, một cái thuấn thân, giết đến trước người thiên ma tàn niệm. Tất nhiên không tự lượng sức, thiên ma tàn niệm mắt đầy khinh miệt, động cũng không nhúc nhích, mi tâm đột xạ ma quang, hóa một thanh nguyên thần kiếm, chém tới trước mặt. Theo hắn thấy, diệt một chuẩn đến nhị trọng thiên, một kiếm đủ. Nhưng, để cho hắn kinh dị chính là, nguyên thần nhất kiếm của hắn, đúng là chém không, hoặc là nói, diệt thần trong nháy mắt kia, hư ảo thân thể, dùng cái này tránh thoát tuyệt xác hắn công phạt không có hiệu quả nhưng diệp thần côn lại là bá đạo một côn đánh hắn huyết cốt bay ngang được rất tốt thiên ma tàn niệm cười dữ tợn một ngón tay chọc tới diệp thần lại cố kỹ tái thi lại dùng đế đạo sa bàn đáng tiếc lần này bất linh không phải là bất linh là bị thiên ma tàn niệm tập trung phá hắn đế đạo mở nhạt phốc phốc máu tươi bắn tung tóe trên ngực diệp thần bị đâm ra một lỗ máu nếu không có khải giáp đế uẩn dỡ bỏ được hủy diệt, bằng không, kết cục sẽ vô cùng thê thảm. Cho ta phong, thiên ma tà niệm hư lạnh, một tay kết ấn, cũng không có ý định diệt diệp thần, muốn bắt sống tiểu chuẩn đế này, sau đó hảo hảo nghiên cứu nghiên cứu. Dứt lời, liền thấy bốn cây cột đồng, nhổ đất mà lên, mỗi một cây, đều khắc đầy ma văn, dùng đế đạo trật tự liên kết, tụ thành một cái lồng giam, trong lồng giam phong cấm lực lượng bá đạo, thân thể diệp thần cấm một chậm phong muội muội ngươi diệp thần vừa uống cồng dùng bản nguyên phối hợp với huyền đế đế uy cường phá phong cấm như trần long đằng nhảy ra dùng gậy thì bát hoang chảm u tiếng ông long chói tai không gian sụp đổ cho dù là thiên ma tàn niệm đều bị đập một bước lấp đầy sự thật chứng minh côn dùng bát hoang ý cũng là tạc bá đạo nói đáng chết người thật đáng chết thiên ma tàn niệm chọc giận một cái nghịch chuyển càn khôn như quỷ mị giết tới lại là một ngón tay, trong chính là mi tâm diều thần. Trong nháy mắt giữa điện quang hỏa thạch, phiến thiên địa này bỗng dưng nở rộ ra hoa bỉ ngạn, từng đóa đều đỏ tươi như lửa, ở trong thế giới tối tăm, thật là kiều diễm. Bên kia hoa nở, một ý niệm vĩnh cửu, trong nháy mắt dừng lại, hóa giải tuyệt sát của một ngón tay. Phốc phốc, thiên ma tàn niệm lại bị một côn, cả người đều lật ngang ra ngoài, bị làm vẻ mặt ngây thơ. Còn chưa xong, diệp thần lời nói lạnh như băng, chưa đợi thiên ma tàn niệm ổn định thân hình liền lại thuấn thân mà tới một côn xuyên thấu thân thể luôn hồi tiên lực quán thâu suýt nữa đem thiên ma tàn niệm hóa thành cho bụi chết tiệt thiên ma tàn niệm nghiến răng nghiến lợi bay phía sau trốn một cái phất tay lao đi trên người một đạo quỷ dị ấn ký là diệp thần khác vừa rồi diệp thần sở dĩ có thể thuấn thân giết đến trước người hắn mượn chính là đạo ấn ký này tạo thành luân hồi chi lực hắn mặc dù phẫn nộ nhưng cũng khiếp sợ thủ đoạn khiếp sợ diệp thần không chỉ thông hiểu không gian tiên pháp thời gian tiên pháp lại còn ngộ được quy luật luân hồi một luân hồi ấn ký xuyên toa một luân hồi tiên lực hóa diệt cho dù là hắn đều chịu thiệt thòi lớn hảo tử tử ngươi ngư hư ảnh huyền đế bên ngoài nhìn chập lưỡi không thôi thiên ma tàn niệm kinh hãi hắn làm sao không phải trong trí nhớ của hắn bản tôn huyền đế cũng chỉ ngộ ra ra lông tiểu chuẩn đế này lại có tìm hiểu như thế Điều này làm cho hắn bất giác đối với tiền thân của Diệp Thần, có một chút tò mò nồng đậm, đến tột cùng là phương nào thần thánh. Âm âm, phanh, âm âm. Khi hắn chật lưỡi, trong thế giới thiên thư, đại chiến cùng nhau. Thế giới tối tăm, bị hóa thành hai bên. Một phương, thiên ma tàn niệm triệu vô vọng ma thổ, bên trong thi cốt thành núi, máu chảy thành sông, còn có rất nhiều dị tượng hủy diệt đan sen, pháp tắc đế đạo quấn quanh, hắn đứng ở trong đó, như một tôn ma thần, ma sát ngập trời, ma vụ quay cuồng. Một phương, diệp thần chống đỡ hỗn độn đại giới, đại đạo thiên âm thanh triệt, vạn vật ở bên trong tiến hóa, một sương nhất thủy, một cây một mộc, đều ẩn chứa sinh linh, hắn đứng sừng sững trong đó, như một tôn tiên vương, vẽ ngút bát hoàng. Giết! Chiến! Hai người ngày hôm sau công phạt, vô vọng ma thổ đối với hỗn độn đại giới, thiên ma tàn niệm đối với diệp thần, mỗi một lần va chạm, đều có thích diệt quang quần lan tràn, nơi đi qua, ma sát chôn vùi, lệ quỷ táng thân, từng mảnh không gian, từng mảnh nổ tung, ngay cả càn khôn cũng sụp đổ. Đấu chiến rất đẫm máu, máu tươi như mưa chút xuống, kèm theo sấm chớp, nhuộm đỏ thế giới tối tăm. Rõ ràng là hai chuẩn đế đang đấu chiến, lại tựa như hai tôn đế đang công phạt. Có thể thấy được, hai người đánh chống đánh nhau. Diệp thần thân mang rất nhiều tiên pháp, hiểu rõ rất nhiều pháp tắc, thiên ma tàn niệm cũng không phải che đậy, đế đạo tiên thuật liên tiếp xuất ra không ngừng, không chỉ một lần trọng thương diệp thần, hình ảnh này vẫn rất đẹp mắt một đế tôn luân hồi thân một thiên ma tàn niệm thân một cái huyền đế hư ảnh thân đều có liên quan đến đế hai người đang đại chiến một người đang xem cuộc chiến về phần ai thắng ai thua chưa đếm được lại cũng tù hỗn độn đạo tiểu tử này chưa bao giờ nghe hồng quân nhắc tới như chiến lược bận này có thể sánh vai với hỗn độn thể còn có tâm cảnh đấu chiến này là đồ đế thời điểm tôi luyện ra hư ảnh huyền đế thì thảo tự nói ánh mắt nhìn diệp thần cũng nhiều thâm ý vốn không coi trọng diệp thần ai từng nghĩ một tiểu chuẩn đế lại đánh kinh diễm như vậy một đống chuẩn đế đỉnh phong cũng không có hắn có thể đánh như vậy gầm lên gầm lên trong thế giới thiên thư đột nhiên nghe thấy tiếng rồng ngâm nhìn mờ mịt mờ mịt thiên ma tà niệm hóa thành một con rồng bao trùm ngập trời ma sát bay lên trong ma vụ cuồn cuộn toàn thân đen nhánh hình thể lớn như núi nghiền hư không sụp đổ, đến màu đen kịt, diễn hết đến đạo thần tác. Đối diện, tiên quang bắn ra bốn phía, diệp thần cũng đồng loạt hóa thành chân long, hoàng kim lấp lánh, mỗi một khối long lân, đều nhiễm huyền đế đế uẩn, xoay quanh trong ngân hà, còn người thầm mỹ, hạo như tinh không, cũng có đạo uẩn tiến hóa. Hai đầu dầu một đen một vàng, thật là trói mắt. Đấu mặt chiến trường, càng lộ ra máu tươi. Diệp thần chiến ngàn vết loét, thiên ma tàn niệm sát hoang tàn, từ đông phương thương khung, một đường đấu đến tây phương cung thiên đem thiên thư thế giới đánh hỗn loạn không chịu nổi Trực 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 hư ảnh huyền đế nhìn nhếch miệng cho dù hắn tự mình đi vào cũng không bá đạo như diệp thần hắn đều như thế thiên ma tàn niệm cũng giống như vậy đến mâu nhiễm huyết sắc phẫn nộ cũng hoảng sợ chân chính cùng diệp thần đối chiến mới biết tiểu chuẩn đến này đáng sợ tâm cảnh đấu chiến lại còn áp đảo hắn và lại không phải là bình thường dãy ruộng ngay cả hắn cũng không chịu nổi thạch tinh đối diện kia lại còn sống long hoạt hổ không chỉ sinh long hoạt hổ còn đặc biệt là càng chiến càng mãnh liệt trong thực tế hắn đã thất bại phải biết rằng diệp thần cùng hắn còn kém mấy cảnh giới chiến diệp thần gào thét chính là một tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn tắm rửa máu của thiên ma cả người đều như lửa thiêu đốt mang theo nợ máu của đại sở anh hồn hắn ngay từ đầu đã liều mạng mỗi lần nhớ tới một anh hồn chết thảm chiến ý liền cao lên một phần vô số tiền bối vô số hậu bối đổi lấy hy vọng chính là nguồn chiến ý của hắn chín ngày mười đất có hắn vô địch tiểu tử này điên rồi đi diệp thần điên cuồng cho dù là hư ảnh huyền đế thấy đều bị cảm xúc cách thiên thư hắn tựa như có thể cảm giác được trong lòng diệp thần cỗ bi thương cùng phẫn nộ kia tựa như tôn thiên ma đối diện kia cùng hắn có thù giết cha ầm ầm phanh lại là hai tiếng ầm ầm thiên ma tàn niệm cùng diệp thần đều hóa trở về nhân tính đều rơi xuống hư thiên đem mặt đất nện ra cái hô lớn một cái huyết cốt đầm đìa một cái huyết nhục bay ngang đến lúc này tiếng ầm ầm mới bị tiêu diệt hay nói cách khác đó là một phần còn lại quàng tiền vệ thật lâu sau mới thấy diệp thần từ trong hố vào ra sách thiết côn nhiễm máu sát khí ngập trời cả người máu chảy đầm 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 hồn nhiên không để ý sát khí trong mắt tụ thành hàn mang lạnh như băng giống như thực chất ta không tin ta không tin kèm theo phẫn độ gào thét trong hồ lớn đối diện thiên ma tàn niệm cũng bỏ ra bước chân có chút lảo đảo nhiều chỗ huyết cốt lộ ra ánh mắt nhìn diệp thần tràn đầy phẫn hận cùng hung tàn hắn là tàn niệm của đế lại bị một chuẩn đế nhị trọng thiên đánh thảm như vậy đế vô thượng uy nghiêm không còn sót lại chút gì lần đầu tiên che lớp hóc vụ tôn vinh của hắn bởi vì đại chiến bị đánh tan lộ ra chân dung lại giữ tợn đến vặn vẹo như một đầu ác ma diệp thần thấy vậy không khỏi sửng sốt theo bản năng định thân lại, biểu tình kỳ quái. Đồ này, nhìn sao lại quen mặt như vậy? Ngọc đế, diệp thần nhớ mày, vẻ mặt càng kỳ quái, tuyệt đối sẽ không nhận sai, thiên ma tà niệm tôn vinh, cùng ngọc đế của thiên đình, sinh ra giống nhau như đúc. Lão đầu nhi, ngọc đế của thiên đình, người đã gặp qua, diệp thần truyền âm nói. Cùng tôn thiên ma tà niệm này, là loại quan hệ gì? Tiền thân của ngọc đế, chính là tôn thiên ma đế kia, chẳng qua, bị đạo tổ hóa đi thiên ma huyết mạch cùng thiên ma bổn nguyên. Chớ lừa gạt ta, của thiên đỉnh tan tác, đạo tổ còn chưa sinh ra, thời gian hiển nhiên không đúng, diệp thần tức giận nói. Còn nữa, vô kình thiên ma trụ làm căn cơ, tôn thiên ma đế kia, có thể sống lâu như vậy. Không dành lừa ngươi, huyền đế hư ảnh nói chuyện khá mờ ảo, chậm rãi nói. Đại đa số thiên ma trùng tộc, vô kình thiên ma trụ làm căn cơ, đều khó sống sót, nhưng số ít thiên ma chủng tộc là không để ý hạn chế bây giờ, tựa như tôn thiên ma đế kia, năm xưa huyết chiến, cổ thiên đỉnh tan tác, thứ nhất một loại thánh thể cùng thiên ma cũng bị đả kích hủy diệt, tôn thiên ma đế kia là do nữ đế tự tay phong, đến thời đại đạo tổ, mới vừa rồi bị hồng quân giải phong, hóa đi thiên ma huyết mạch, cũng hóa tàn thiên ma ký ức, thành tựu một pho sinh mệnh thể mới, cũng chính là thiên đình ngọc đế hiện giờ. Thì ra là như thế, diệp thần thì thào, hai mắt híp lại một chút, tự biết nữ đế trong miệng hư ảnh của huyền đế là chỉ ai, tất là thống soái cổ thiên đình. Trong nháy mắt này, trong mắt hắn, nở rộ tiên mang rực rỡ, khó nén chính là sắc mặt vui mừng, cũng chân chính xác định suy đoán, ngọc đế tiền thân, chính là một tôn thiên ma. Vẫn là đạo tổ thủ đoạn cao, nếu lại gặp phải đan ma biểu chuyển thế nhân, lên tìm hồng quân phá cục. Đáng tiếc, hồng quân làm không đủ triệt để, hư ảnh huyền đế tiếp tục nói, Thiên ma ký ức cùng huyết mạch mặc dù bị hóa tan, nhưng lại có lưu lại, và lại còn có dấu hiệu hồi phục. Nhìn ra rồi, diệp thần hít sâu một hơi, lướt mắt nhìn thiên ma tà niệm đối diện. Người không nên tìm ta cùng hắn đánh, nên tìm ngọc đế. Tìm hắn, sợ là sẽ xảy ra loạn. Hư ảnh huyền đế ho khan một tiếng, ngọc đế vốn hóa không triệt để, nếu gặp phải tàn niệm, làm không tốt sẽ dung hợp. Diệp thần không nói gì nữa, coi thường đối diện. Giết, giết, giết. Thiên ma tàn niệm nghiến răng nghiến lợi, trọng tạo thần khu, một lần nữa ngưng tụ chiến lực, có bao trùm ngập trời ma vụ mà đến. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, chính diện công phạt, một gậy đánh ra, bá thiên tuyệt địa, có thể đập nát mười vạn giang sơn. Thiên ma tàn niệm tế ma sát huyết hải, trầm uy lực một côn của diệp thần, lật tay một trường, che trời mà xuống. Ta chọc, diệp thần cầm thiết bồng, một của kình thiên mà đi, xuyên thủng che trời trường ấn, cũng chọc thiên ma tàn niệm một trận lào đảo, suýt nữa ngã xuống hư vô. ta không tin. thiên ma tàn niệm gào thét, cắt đứt ngón tay, máu tươi như mưa chút xuống. mỗi một giọt đều hóa thành một đạo phù văn, còn có ma văn tung hoành, định lại càn khôn hỗn loạn, có lực phong diệt, muốn trấn áp diệp thần. ta lại chọc, diệp thần một côn đâm lên, thiết côn biến thành khổng lồ, không kiêng nể gì khuấy động phong ấn, mới vừa rồi thành hình ma văn phong cấm bị hắn quấy rầy xinh 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 băng. Cho ta diệt, thiên ma tàn niệm phát điên, tế bản mệnh dị tượng, vẫn là mảnh vô vọng ma thổ kia, như che trời mây mạc, lăng thiên đè xuống, nơi đi qua, không gian sụp đổ, càn khôn tận hủy, vô số lệ quỷ trong tiếng kêu rên, bị nghiền giết thành cho bụi. Ta còn chọc, diệp thần rác rác vù vù, thiết côn trong tay ong ong, cực nhanh biến thành khổng lồ, từ trên xuống dưới, đem thiên ma tàn niệm bản mệnh dị tượng, chọc ra một lỗ thủng lớn vô vọng ma thổ ong ầm sụp đổ từng tấc từng tấc nổ tung phốc phốc thiên ma tàn niệm phun máu cũng không biết là bị thương hay là tức giận đường đường là tàn niệm của một tôn đế lại bị một tiểu chuẩn đế ba côn chọc học máu ánh mắt hư ảnh của huyền đế cũng đủ ý vị thăm trường trong số những người đùa dẫn côn diệp thần tuyệt đối là điển hình định hải thần châm ở trong tay hắn vô cùng hung hãn nói giết thiên ma tàn niệm gào thét khuôn mặt dữ tợn nhưng thấy hai tay hắn kình thiên, tà niệm ác niệm đan sen, pháp tắc đế uy tung hoành, càng dung hòa ma sát ma vụ, tụ thành một vầng mặt trời, một vầng mặt trời đen kịt, ánh mặt trời đen kịt muôn vàn, lạnh như băng mà khô tịch, ma tính mà bạo ngược, tạo thành lực hủy thiên diệt địa, diệp thần lẫm liệt, lại chống đỡ hỗn độn đại giới. Nhưng, thiên ma tà niệm tiên pháp này, cực kỳ mạnh mẽ, vạn vật mọc um tùm hỗn độn đại giới, bị từng đạo ánh mặt trời đen nhánh, xuyên thủng mắt đầy vết loét bên trong một sơn nhất thủy một cỏ một cây, đều bị mai một linh tính nên có, thành từng mảnh sụp đổ. Ép ta, diệt thần hừ lạnh, bất đồng đem thiết côn cắm trên mặt đất. Sau đó, tiên hỏa cùng đạo kinh dung hợp, hóa thành thần cung, bản nguyên cùng đế ẩn dung hợp, hóa thành thần tiễn. Hắn kéo cung như trang tròn, một đạo lôi đình thần tiễn bẻ gãy, bắn thẳng về phía mặt trời đen nhánh. Phàm là thấy quả bóng tròn không trơn thu, hắn đều sẽ có động tác theo thói quen này. Bí pháp xạ thiên của vu tộc, khác chính là thần thông bực này. Uh, u lôi đình thần tiễn một đường nghịch thiên mà lên cũng mang theo uy hủy diệt một mũi tên bắn xuyên qua mặt trời thiên ma tàn niệm phốc phốc bí thuật bị phá thiên ma tàn niệm đạp một bước lui về phía sau lại phun một ngụm lão huyết sắc mặt trở nên trắng bệch tiêu hao quá lớn kết thúc rồi diệp thần thì bầm đạo thần tiễn thứ hai đã bắn tới uy lực càng sâu là đạo thứ nhất thiên ma tàn niệm liều lĩnh định thân hai tay chắp lại một tòa chung lớn đen nhánh lung mộ thân thể của hắn, muốn dùng cái này ngăn cản thần tiễn. Ngô, ngô, tiếng vang này, trước sau vang lên. Thần tiễn đụng vào đồng hồ lớn, tiếng va chạm kim loại thanh thúy, lao ra tê lửa sáng như tuyết. Sau đó, đồng hồ lớn bị nghiền nát, bị thần tiễn xuyên thùng. Cùng bị xuyên thùng, còn có thiên ma tàn niệm, từ ngực xuyên qua hậu bối, máu tươi đen nhánh dâng lên, thật là chói mắt. À, thiên ma tàn niệm gầm thét, cho dù không cam lòng, vẫn là bại, như một ngôi sao băng, từ hư không rơi xuống, toàn thân ma quang, cùng cấp tốc yên tiêu. Lần thứ hai, hắn đập đại địa và rơi ra khỏi một cái hố sâu. Diệp thần đạp trời mà đến, đứng sừng sững hư không, như thế gian quân phương, nhìn xuống thiên ma tàn niệm. Thật lâu, cũng không thấy thiên ma tàn niệm, mặc dù muốn tái chiến, nhưng lại hữu tâm vô lực, vô lực nằm ở trong hố, trong miệng tràn máu không ngừng, còn người đỏ tươi, khắc đầy dưỡng tợn. Trước vạn cổ, hắn bại đến rối tinh rối mù vạn cổ hậu, hắn lại bại, so với năm trước bại càng thảm thiết hơn. Ít nhất, năm xưa hắn đã bại đế. Mà chiều này, bại lại là một tiểu chuẩn đế. Diệp thần như mày, thiên ma tàn niệm uy thế đã tan, cho dù lại sách ra ngoài, cũng không có tư cách kia, kinh động đạo tổ. Cho nên nói, thiên ma tàn niệm không ra thiên thư, đã không quan trọng. Nghĩ như vậy, hắn liều lách một côn, từ thiên thẳng tắp cắm xuống, khắc huyền đế đế uy, dung hòa huyền đế đế uẩn. Âm âm, thiết côn hạ xuống đem mặt đất chọc ra một đạo vực sâu toàn bộ thiên thư thế giới đều vì nó lắc lư về phần thiên ma tàn niệm trong hố sâu tất nhiên cũng hồn phi phách tán chủ tính năm tháng vô tận vẫn là thất bại tàn giã chỉ có tiếng gào thét không cam lòng vô hạn vang vọng thiên địa bởi vì hắn chết bởi vì tàn niệm bị chu phiến thiên thư thế giới u ám này phản chiếu quang minh nơi quang minh đi qua mà sát đãng tận mà vụ táng diệt làm đẹp huyền đế hư ảnh cười nói một cái tiểu câu câu, cho Diệp Thần câu ra ngoài. Phốc phốc, mới vừa rồi rơi xuống đất, Diệp Thần liền phun một ngụm máu tươi, một bước không đứng vững, suýt nữa ngã xuống. Đồ thiên ma tàn niệm không sai, nhưng cũng bị trọng thương. Chiến tích nghịch thiên, tương ứng, chính là tiêu hao thảm thiết. Đi xem thiên thư, trang sách ảo ảo lật úp, tiên quang quanh quần, đạo ẩn như dị sắc, chảy xuôi dâng lên, còn có đại đạo thiên âm thanh triệt, trong sách không có chữ, đại khí ẩn thiên thành thiên thư tinh tinh đã trở lại hư ảnh huyền đế cười nói thiên thư cho ta ta có tác dụng lớn diệp thần thu thiết côn nhét một thanh đan xược vào trong miệng hư ảnh huyền đế liếc mắt một cái trên dưới quét qua diệp thần thiên thư vô tự này cho ai cũng có tác dụng diệp thần không nhìn có chút tự giác nói phất tay cầm thiên thư nhét vào tiểu thế giới một phen ác chiến cuối cùng là có hồi báo thiên thư mang về sao chỉ nên rất vui mừng làm không tốt còn có thể để cho hắn lên giường ngủ một giấc nghĩ như vậy mỹ nhân bên này hư ảnh huyền đế cũng thu cần câu cắt tay lên vẫn mang theo áo choàng vẫn mặc như trước cho nên thân thể của lão vẫn là hư ảo lúc ẩn lúc hiện đạo tổ tự phong cần bao lâu diệp thần lao khóe miệng máu tươi không có gì ngoài ý muốn ít nhất trăm năm có phương pháp đặc thù đánh thức hắn nếu là có lão tử còn cần câu được thiên ma này hư ảnh huyền đế mắng diệp thần không nói gì nữa lại một lần nữa tức giận xem ra thật đúng là phải cho đạo tổ làm ra chất động tĩnh lớn bằng không hàng ngày là sẽ không tỉnh Ngươi, rốt cuộc là ai hư ảnh huyền đế chậm rãi nói một câu hàm chứa thâm ý ta là a à. kêu bảo ngươi kêu diệp thần cuối cùng là nhịn không được một cái tát hô qua, mới vừa rồi nhét vào tiểu thế giới thiết côn, thuận tay lại sách ra. Lần này, huyền đế hư ảnh kêu thảm thiết, thật sự là hàng thật giá thật. Diệp thần thiết côn, chúng vài cái, vẫn là rất chua sót. Một màn kia, cũng rất đẹp mắt. Ai có thể nghĩ đến, ở bất chu sơn không phân, luôn hồi thân đế tôn, đem hư ảnh thân của huyền đế. Bị đánh. Cái này cũng không thể trách người diệp thần, là huyền đế không thể nói, thỉnh thoảng đến một tiếng, và lại rất kinh hãi, đại sở đệ thập hoàng giả tất nhiên là nhịn không được đặc biệt là sói gào thét thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần diệp thần hùng hùng hổ hổ xách thiết côn đi trên mặt cái kia chữ thật sảng khoái rất là rõ ràng lại nhìn phía sau hư ảnh huyền đế liền chật vật hắn thật đúng là không nhúc nhích được liền ngồi ở giữa không trung hùng hăng quang đầu hạt xưa ông ông chỉ có một tên linh trí cũng suýt nỡ bị diệp thần đánh diệt được ngươi chờ cho lão tử thật lâu sau mới thấy hư ảnh huyền đế phục hồi tinh thần lại khuôn mặt già nua tối sầm không gì sánh được sau đó liền thấy thân thể hắn hoàn toàn hư ảo hoặc là nói dung nhập vào trong nham bích bởi vì hắn dung nhập trong khe nứt trong núi tàn phá trận văn biến thành tươi sống nếu không tàn phá mỗi người tương liên cũng theo đó khắc vào thiên địa biến mất không thấy đây chính là nguyên nhân hắn không thể động đậy là một tòa trận cước trận pháp hắn nếu động trận văn tất loạn càn khôn bất chu sơn cũng sẽ bị ảnh hưởng cái này cũng không có gì, nếu loạn thiên giới càn khôn, đó chính là ách nhan, thiên nhân tam giới, đều sẽ bị liên lụy. Cái gọi là kéo một phát mà động toàn thân, chính là đạo lý này. Ân minh tẩm cung, không khí uy nghiêm trang trọng. Trong điện bóng người đầy người, chỉnh tề hai hàng, không thiếu lão tiên quân cùng lão tiên tôn, có nhiều người nhắm mắt chập mắt, khi định thần nhàn, chỉ khi thì mở mắt, tùy ý liếc mắt nhìn hạo nửa tiên tôn, đôi mắt có hy vọng. Ân minh cũng ở đây, ngồi ngay ngắn trên long ỉ, người của cả điện thuộc tinh thần cao nhất của hắn, nhìn chằm chằm hạo miểu tiên tôn, chỉ chờ hắn, để biểu diễn vị trí chuẩn xác của diệp thần, hắn đang chờ, người trong điện cũng đều đang chờ, không người nào có ngôn ngữ, im ắng. Hạo miểu tiên tôn chống long đầu trượng, lập thân hạo miểu tinh thiên hạ, ngón tay không ngừng bóp, dùng lực thôi diễn huyền ảo, truy tìm diệp thần. Cho đến nay, hắn đều không tính đến vị trí của diệp thần, chỉ bởi vì diệp thần rất bất phàm cũng là một cái tập hợp thôi diễn đại thành giả và lại thôi diễn đạo hành không chút nào ở dưới hắn, dùng thần thông của hắn, khó có thể tìm được. Không biết từ khi nào, mới thấy lông mày nhíu lại. Chợt, đôi mắt già của hắn cũng theo đó thâm nhập một phần, thật tìm được Diệp Thần một tiêu vết tích, nhưng trong tia vết tích kia, lại mang theo một cỗ khí thức khó hiểu. Lấy lão phu nhìn, chớ tìm Diệp Thần nữa, đại quân thiên đình ta, dứt khoát huy binh hạ giới, bức thẳng hoa sơn, yên tĩnh trải qua trong điện, cuối cùng là bởi vì đạo diệt tiên tôn một câu, bị triệt để phá vỡ phương pháp này có thể thực hiện được, thiên diệt tiên tôn vớt sâu, chậm rãi nói. Hắn là trưởng giáo tương lai của Hoa Sơn, nếu Hoa Sơn gặp nạn, hắn sẽ hiện thân. Ép hắn đi ra, mới là thượng sách, hư diệt tiên tôn trầm ngâm nói, trong lúc đó, còn không quên liếc mắt nhìn hạo miểu tiên tôn một cái. Tiền bối cho rằng như thế nào? Hạo miểu tiên tôn không nói, chuyên chú thôi diễn. Ngược lại ân minh, hung hăng ít sâu một hơi, cuối cùng cũng thu mắt lại từ hạo miểu tiên tôn, nếu không có đại thần này đến đại quân thiên đình lúc này hơn phân nửa đã xuất binh hạ giới hơn phân nửa cũng đã đánh hạ hoa sơn truyền quả nhân lệnh với công hoa sơn ân minh hạ mệnh lệnh một câu uy nghiêm lạnh như băng bộ mặt cũng trong nháy mắt dữ tợn mắt đầy bạo ngược bắt không được diệp thần muốn lấy hoa sơn khai đao ra lệnh tiên quân cùng tiên tôn trong điện tập thể đứng lên quả thực không kiên nhẫn sớm hiểu rõ chuyện sớm xong cũng không dành cùng diệp thần hao tồn Diệp Thần ở Bất Chu Sơn, chưa đợi chúng cường giả ra khỏi điện, liền nghe Hạo Miểu Miểu tiên tôn ngôn ngữ, cuối cùng xác định Diệp Thần ở đâu, ở cấm địa Bất Chu Sơn, tuyệt đối sẽ không tính sai. Lời này vừa nói ra, chúng tiên tôn đều nhướng mày. Tiên tôn có thể xác định. Xác định. Rất tốt, được đáp án chuẩn xác này, ánh mắt Ân Minh trong nháy mắt lấp lánh, trong ánh mắt lấp lánh lóe lên hàn mang lạnh như băng, bạo ngược mà khát máu khó trách tìm không được lại trốn đến bất chu sơn quyết đoán thật lớn đã xác định vị trí chuyện vây công hoa sơn có thể tạm hoãn chúng tiên tôn vớt dâu đều nhìn về phía ân minh hắn mới là chúa tể thiên đình là vây công hoa sơn hay là vây công bất chu sơn và hắn nói mới tính vây quanh bất chu sơn ân minh nhe răng cười một tiếng bất ngờ đi xuống long ỉ khoác lên hoàng kim khải giáp sát khí lạnh như băng sát khí mãnh liệt hiển nhiên là muốn ngự giá thân trinh. Mệnh lệnh của hắn rất có tác dụng. Thánh chỉ vừa ra, liền thông qua truyền âm thạch, truyền khắp tứ hải bát hoang, còn đang ở bên ngoài tìm kiếm diệp thần thiên tướng, mỗi một người đều nhận được tin tức. Rất nhanh, liền nghe thấy tiếng ầm ầm, vang vọng khắp thiên địa, thiên binh thiên tướng tụ tập thành mảnh, như một dòng suối, từ bốn phương tụ về bất chu sơn, thanh thế minh mông, khí thế tưng liên, nghiền cắn khôn dung chuyển. Động tĩnh lớn như vậy, tìm được diệp thần, trong đám người ô hòe hòe, Tu La Thiên Tôn nhìn sờ cầm, vẫn dùng thân phận thiên binh, từ khi trà trộn vào trong đó, đến nay cũng không ai phát hiện. Có thể làm cho thiên đình đại trận trận như vậy, hơn phân nửa chính là tiểu tử kia, Thái Ất trầm ngâm nói. Chạy về phía Bất Chu Sơn, hắn còn ở Bất Chu Sơn, Thái Bạch nhíu mày. Thiên Tôn không nói gì, cũng đuổi kịp bước chân của nhân ảnh Hải Triều, có đúng hay không, đều phải đi theo qua nhìn một chút, nếu thật sự là Diệp Thần, vậy phải hỗ trợ. Bất chu sơn sâu trong, diệt thần sách thiết côn, đã ra khỏi khe nứt trong núi, cho hư ảnh huyền đến một trận bạo trùy, sao có thể chưa sót được. Người nói cũng đúng, tốt xấu gì cũng là hư ảnh của một tôn đế, rác rác hô hô, thành thể thống gì, cái này đặc biệt là bệnh, nhất định phải trị, không cần uống linh đan rượu dược, cầm gậy gõ vài cái, tự mình liền thành thật. Nếu minh đế ở đây, hơn phân nửa sẽ liếc mắt nhìn hắn một cái. Người hay là luôn hồi thân của đế thì sao? không phải cũng thường xuyên làm chuyện không biết xấu hổ sao tiền thân của ngọc đế đúng là một tôn thiên ma đế diệp thần một đường đều đang thổn thức nếu không phải hư ảnh huyền đế nói ra hắn cũng không thể tin được vừa biết bí mật hắn nghi hoặc cũng tò mò nghi hoặc đạo tổ vì sao chỉ đem ngọc đế sách ra hóa tan thiên ma huyết mạch cùng ký ức cũng tò mò như ân minh cùng ân xương có phải cũng nhiệm thiên ma khí hay không trong khi nói chuyện hắn đã vượt qua một dòng huyết hà càn khôn vẫn thay đổi như trước chẳng qua chu thiên tiến hóa của hắn cũng thời thời khắc biến đổi kịp tiết tấu biến hóa cản khôn sớm đã tập trung lối ra ầm ầm phanh ầm ầm bất chu sơn không bình tĩnh tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên cũng có tiếng kêu rên thê lương nhưng cũng không phải truyền từ hư ảnh của huyền đế mà là truyền từ những người thám bảo giả hơn phân nửa gặp ách nan cũng có lẽ là đang tranh đoạt bảo bối nói đến hư ảnh huyền đế diệp thần không chỉ một lần nhìn lại nhìn thoáng qua phương hướng khe nứt trong núi đi ra lâu như vậy lại không nghe thấy tên kia sói chu bỗng nhiên cùng phong gào thét tràn đầy tiếng gào thét cũng để tàn niệm cùng ác niệm cẩn thận cảm giác còn có thể ngửi được một tên bi thương diệp thần thở dài nhìn quanh bốn phương chiến trường cổ xưa không biết chôn bao nhiêu cổ thiên đình anh hồn thiên ma cùng loại thánh thể thứ nhất đều tham chiến mạnh như đại đế đều thành xương khô trận chiến kia cổ thiên đình hẳn là chiến vô cùng thảm thiết đời thu lại ánh mắt hắn tiếp tục chạy đi Lần này bất chu sơn nhất đoàn, hắn cũng không uổng phí, có thể nói là thu hoạch khá phong phú, được minh tịnh tiên nhãn, được phượng hoàng tiên hoa, cũng được vô tự thiên thư. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, ách nan cùng cơ duyên cùng tồn tại, phú quý trong truyền thuyết nguy hiểm cầu, hết lần này đến lần khác, được chứng thực là chân lý. Bảo bối như nhân vương nói, hơn phân nửa chính là nó. Diệp thần lấy thiên thư vô tự, nhẹ nhàng mở trang sách, vô hình đạo ẩn, đánh tới trước mặt có thể làm cho người ta vương coi trọng như vậy, nhất định là thiên thư. Một lần nữa, tâm thần của hắn rơi vào đó. Vô tự thiên thư nhiều ngày tạo hóa, tựa như có một loại ma lực vô thượng, cho dù lướt mắt một cái, tâm thần sẽ bị ảnh hưởng, bất giác trầm mê. Cơ ngưng xương ngày xưa chuyển thế, chính là ví dụ tốt nhất, một bộ thiên thư không chữ, sửng sốt đem đông thần giao trì, chỉ, chỉnh thành một mọt sách. Cũng có lẽ chính là thiên thư vô tự, làm cho vạn vật chi đạo của nàng có thể lột xác, vượt qua đế tử cấp, tạo nên uy danh thiếu niên đế cấp gió nhẹ nhàng phất qua chiêu chọc mái tóc đen của diệp thần lại không chiêu chọc được tâm thần của hắn đại sở hoàng gia này cũng có chút hiếu học hai tay nâng thiên thư vô tự vùi đầu rũ mắt vừa đi vừa xem hắn cũng trở thành một mọt sách dĩ nhiên mê muội đi đường cũng không nhìn đạo không biết ngã bao nhiêu cái đầu không biết đụng vào bao nhiêu vách đá thiên thư không chữ quá huyền ảo lúc nào cũng quan sát lúc nào cũng có sự tìm hiểu khác nhau nhìn mi điệu hắn khi thì giãn ra lại khi thì nhíu lại, như vậy liền biết đạo trong sách có biến hóa vô cùng kia. Trong đi lại, thân thể của hắn biến thành đặc biệt quỷ dị, một bước hạ xuống, thân thể hư ảo, một bước hạ xuống, thân thể lại ngưng thật, giống như u linh. Càng quỷ dị chính là, nơi hắn đi qua, quá nhiều cây khô, một lần nữa sinh trồi non, đợi hắn đi qua, trồi non lại héo rũ, luân hồi trong sinh cùng diệt. Trong xương mù mờ mịt, hắn tựa như trở thành du khách, vượt qua từng dòng huyết hà, xuyên qua từng mảnh núi rừng, từng rừng chân trên núi, quần áo không nhiễm bụi. Người nọ, thật quỷ dị, có người thám bảo đi ngang qua, đều nhìn thấy lông mày hơi nhíu lại, nhìn ra được thiên thư vô tự bất phàm, cũng tự có tâm tư giết người vượt hàng, chẳng qua đều sinh sôi áp chế, người có thể vào bất chu sơn, người nào là hạng người phiếm. Lại đến phía ô ám lâm kia, diệt thần nhẹ nhàng đi qua, thân thể quanh quẩn đạo tác, còn có thiên âm triệt triệt, cùng đạo kinh tri âm đan sen. Nhìn con người của hắn, càng nhiều minh ngộ sắc đối đạo tìm hiểu lại tinh tiến một phần tu vi chuẩn đến nhị trọng thiên của hắn lại có vung lòng nếu có người quen ở đây nhất định khiếp sợ tảng đá nhỏ này quá nghịch thiên hoặc là nói là đạo nghịch thiên của hắn lấy đạo tiến giai xa xôi linh đạo rượu dược mang theo trí nhớ ứng kiếp chính là một cái thần cấp treo rất nhiều thời điểm hắn đều là không để ý cảnh giới bình chướng chỉ cần đạo nhất tìm hiểu đủ sâu đột phá tu vi hoàn toàn không phải là vấn đề gã kia lại mang theo luân hồi trong bóng tối dường như có một đạo thanh âm vang lên người nói chuyện là hư ảnh của huyền đế lại từ trong núi hiện ra chân hình hai mắt híp lại tựa như có thể cách vô số núi non nhìn thấy bóng lưng diệp thần rõ ràng là một người lại hết lần này tới lần khác có chín đạo bóng dáng mỗi một đạo bóng dáng đều là một cái luân hồi hảo tiểu tử người tiền thân so với huyền đế còn bá đạo hơn hư ảnh huyền đế thổn thức có thể phá được một chút manh mối mới càng thêm khiếp sợ. Diệp thần tự không biết hắn đang xem, ôm bộ thiên thư vô tự kia, đạp qua một mảnh loạn thạch, lại xuyên qua một mảnh sơn lâm, cuối cùng đến lối ra bất trù sơn. À, hư ảnh huyền đế lại sáng lên cổ họng, thê lương kêu rên, như vạn cổ lôi đình, khí phách nghiêng nghiêng, dững sở đem diệp thần, từ trong ngộ đạo bừng tỉnh. Diệp thần đã định đủ, hai chóng mắt thông minh, từ trên xuống dưới trái phải đong đưa. Chợt, liền thấy hắn như không có việc gì thu lại thiên thư vô tự, lại như không có việc gì xoay người, từng bước đi về phía núi Bất Chu, đi tới đi lại, bước chân nhanh hơn, nhanh lên, lại chạy thành nhỏ, chạy chạy, giải nha tử liền bỏ chạy, mới vừa rồi cũng Bất Chu Sơn đi ra, lại ma ma trở về. Không trách hắn như thế, chỉ vì tối nay bên ngoài núi Bất Chu, có chút náo nhiệt, ngước mắt liếc mắt nhìn lại, người ngoài núi toàn bộ đặc biệt, một mảng lớn ô hoài hoè, là đại quân thiên đình, một đám tu sĩ phương đội, sắp xếp chỉnh tề, như một tấm thảm màu đen, trải đầy manh bông đại địa, số lượng đâu chỉ có mấy chục triệu. Thấy trận chiến này, người nào đó không chạy mới là lạ, trận chiến lớn như thiên đình, cũng không phải đến du sơn ngoạn thủy, là tới bắt người. Bắt ai? Tất nhiên là bắt hắn. Cũng may hư ảnh huyền đế một tiếng, đến có đủ kịp thời, đem ngộ đạo hắn đánh thức, nếu không, hắn có thể một đường đi tới trong đại quân thiên đình, chết như thế nào cũng không biết. Âm âm, âm âm, không chu sơn ngoại, tiếng ầm ầm đầy trời, người quá nhiều, khí thế cũng quá mạnh, liên thành một mảnh, chỉ hôi liệt chiến kỷ, đều đã thương khung ầm ầm. Đi xem thiên binh thiên tướng, hơn chín thành, đều đã cong cung cải tên, tư thế đều bày ra, anh ngờ, còn chưa đợi bán ra, diệp thần lại trượt điếu thuốc chạy trở về bất chu sơn, chân tạc tên dại đói. May mắn chạy nhanh, một góc đại quân, tu la thiên tôn thổn thức lại nhếch miệng, hắn trơ mắt, nhìn diệp thần đi ra, ôm một bộ cổ thư, nhìn trộm nhập mê, hắn suýt nữa gào thét. Chẳng qua, hắn vẫn chợ một bước tiếng sói chu trên núi đến vừa vặn tiên tôn tính quả không tệ thật sự ở bất chu sơn chúng tiên quân vun dâu tiếc là vẫn chưa trước tiên bắt diệp thần chực 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 trong núi bất chu diệp thần chực lưỡi nhìn ngoại giới thẩm nghĩ đại quân thiên đình đều là thuộc về chó cái này đặc biệt đều tìm được định lực của hoàng giả cũng không khỏi có chút sợ hãi lúc trước nếu không bị bừng tỉnh hắn sẽ đi lên đường hoàng tuyền thuận tiện lại uống chén canh mạnh bà thiên thư vô tự này nhưng không thể nhìn lung tung một người không để ý không chừng liền nhìn vào quỷ môn quan chớ trốn vọng kiến ngươi ngoài núi chuyển đến tiếng hét lớn là gã tử dương tiên quân kia đứng trong đại quân thiên đình rầm rầm vù vù trên người không chỉ có một tầng khải giáp có dám tiến vào diệp thần cười lạnh ngữ khí có chút khiêu khích tiếng kêu kêu lên lão tử không tin ngươi dám tiến vào múa chết ngươi Đừng nói, tử dương tiên quân thật sự không dám, bất chu sơn chính là cấm địa, hắn không phải chưa từng tới, thiếu chút nữa mất mạng, đêm đó, chính là bóng ma cả đời của hắn, nào còn dám đi vào. Xích diệp thần già, lập địa phong vương, tiếng cười nhỏ vang lên, truyền từ trong đại quân thiên đình, là gã ân minh kia, đứng trên nàng dâu ngọc, một câu chuyện khắp tam quân, tràn đầy uy nghiêm, ra lệnh, tịch diệt tiên tôn là người đầu tiên động, chân dẫm càn khôn, đạo diệt tiên tôn, thiên diệt tiên tôn hư diệt tiên tôn cũng không phân biệt trước sau phía sau bọn họ từng mảnh bóng người đi theo chuẩn đế đỉnh phong một màu diệp thần thấy vậy quay đầu bỏ chạy mới vừa rồi cùng thiên ma tà niệm chiến không lâu cả người đều bị thương chiến lực càng lớn giảm bớt cứng rắn chiến tất chết đi đâu vậy tịch diệt tiên tôn hử lạnh chân đạp nham thạch đuổi theo diệp thần không thể ngự không mà đi hắn cũng giống như vậy sau đó các chuẩn đế đỉnh phong tất nhiên cũng không ngoại lệ diệp thần cười lạnh chạy về phía một mảnh hung địa cái gọi là hung địa khắp nơi đều là tà linh một khi đặt chân tà linh tất biểu hiện hóa hắn bị công phạt lão gia hỏa phía sau cũng khó thoát khỏi ách nan ông trời không đường và đất không có cửa phía sau tiếng quát lạnh như băng tràn đầy uy nghiêm đông đảo chuẩn đế đỉnh phong đều chạy nhanh hơn thỏ một người so với một cái truy đuổi hung dữ là đi giết diệp thần không sai cũng là muốn bắt diệp thần tiểu tử kia nuốt đế đạo thần đan tuyệt đối bảo bối đan thần muốn nuốt diệp thần bọn họ những chuẩn đế đỉnh phong này làm sao không muốn đó sẽ là một cái cơ duyên làm không tốt có thể phong đế ầm ầm phanh ầm ầm tiếng ầm ầm đã nổi lên diệp thần ở phía trước liều mạng lẩn trốn tịch diệt tiên tôn bọn họ đặt phía sau liều mạng đuổi theo một bên đuổi theo một bên thi triển thần thông không trúng diệp thần ngược lại đem rất nhiều vách đá oanh sụp đổ phía trước sương mù lượn lờ lại đến sơn cốc kia, từng có phượng hoàng hoa, lướt mắt nhìn lại, bình tĩnh u tịch, không có gì đặc biệt, nhưng bên trong, lại tà linh vô số. Diệp thần giết tới, nghĩ cũng không nghĩ tới, một đầu đâm vào, vừa là muốn tìm kích thích, vậy liền một khối vui vẻ, nhìn các ngươi nhiều người, vẫn là trong sơn cốc tà linh nhiều, cùng lắm thì quần hiệp mà. Đi đâu? Đám người tịch diệt tiên tôn, bao trùm sát khí cuộn cuộn, sau đó liền đến, phu phù một màng lớn, toàn bộ đuổi theo vào sơn cốc tất cả đều ngưu ầm ĩ gầm lên gầm lên gầm lên trượt liền nghe tiếng gào thét thê lương từng đầu tà linh bỏ ra từ dưới đất thân hình khác nhau thân thái dữ tợn đến vạn vạo như ác ma đến địa ngục phốc 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 huyết quang trượt hiện ra từng đó hoa bóng nở rộ thiên đình cường giả mặc dù nhiều nhưng tà linh càng nhiều khắp núi đều là hơn nữa cực kỳ cường đại muốn đem người bước vào sơn cốc toàn bộ thôn phệ đáng chết. Lui Vòng qua sơn cốc, tịch diệt tiên tôn hử lạnh, một kiếm bổ một tôn tà linh, người đầu tiên giết vào, cũng là người đầu tiên rút lui. Hắn từng tới bất chu sơn, cũng là tới nơi này, lúc trước đuổi theo quá hung dữ, dưới chân không có cửa, mơ hồ liền tiến vào. Hắn vừa tiến vào không quan trọng, một mảng lớn người, toàn bộ đặc biệt đuổi theo, bị tà linh giết trở tay không kịp, thành mảnh chôn vùi. Bọn họ đi rồi, nhưng diệp thần chưa đi, kéo thân thể máu chảy đầm đìa cứng rắn từ đầu kia xếp ra ngoài đợi ra khỏi dân cốc nửa cái mạng đã không còn cường giả thiên đình như cầu bì cao dược đã vòng qua sơn cốc phô thiên cái địa mà đến sát khí đằng đằng chừng hơn vạn chuẩn đế đỉnh phong ầm ầm phanh ầm ầm ba đêm núi không chu lại càng náo nhiệt tiếng ầm ầm bốn phương tám hướng đều có đứng ở trên cao có thể nhìn thấy từng ngọn núi từng tòa sụp đổ tình huống gì sao lại động tĩnh lớn như vậy? lại xuất dị bảo. cho dù có dị bảo, động tĩnh cũng không khỏi quá lớn. các tên gia còn đang tìm đường ở bất chu sơn, mỗi người bước lên nham thạch, nhìn bốn phương. ta luôn cảm thấy có không ít người vào bất chu sơn. một ngọn núi chim không rách phân. hỏa đức tinh quân nhìn thương anh, sờ sờ cầm. ta nói người nọ nhìn thấy mặt quen như vậy, thủy đức tinh quân vuốt cầm, nhìn một phương có một bóng người đẫm máu, tay cầm nhộm máu thiết côn, đang hướng bọn họ bên này mà đến. Diệp! Diệp thần! Hắn lại ở Bất Chu Sơn. Đừng ngăn cản! Diệp thần mắng, ngang ngược đụng qua, còn vẻ mặt kinh ngạc hai sao quân, bị đụng đến bay ngược, mới vừa rồi bò lên, gót chân đều còn chưa đứng vững, phía sau lại thấy ảo ảo một mảng lớn, lần này bay xa hơn. Gặp tai nạn, cũng không chỉ có hai người bọn họ, tiên gia chạy tới góc vui chân trước vừa đến chân sau liền bị diệp thần đụng ngã đám người phía sau càng mãnh liệt thế cho nên một đường đuổi theo chạy trốn không biết có bao nhiêu người tung hoành ra ngoài phanh rầm đến lúc này chúng tiên gia chợt vật mới biết vì sao bất chu sơn náo nhiệt như vậy có diệp thần ở đây có thể không náo nhiệt nha hắn đi đâu náo nhiệt diệt diệp thần già lập địa phong vương chúng tiên tôn quát lớn vang lên không quanh sơn tự nhiên cũng nhìn thấy chúng tiên gia đã là người của thiên đình liền cống hiến một phần lực cho dù ngăn cản diệp thần trong nháy mắt cũng có thể tranh thủ thời gian hàng đi chạy quá nhanh chúng ta đã uống thuốc rồi không đi hơn tám phần thiên gia lải nhài đều là những lời này đầu óc thanh tỉnh rất đây chính là diệp thần hàng thật giá thật ngoan nhân mấy ngàn vạn đều ngăn không được chủ chúng ta không chạm vào móc xui của hắn ầm ầm phanh ầm ầm tiếng ầm ầm truyền ra ngoài núi chọc cho các thiên binh thiên tướng đều dựng thẳng lỗ tai mỗi người đệm chân giò xét lại ít có người dám đi vào nhìn không thấy người bên trong lại có thể nghe thấy tiếng vang tiếng kêu sát tiếng ầm ầm tiếng kêu quỷ đáng sợ người nghe tâm linh run rẩy giết giết cho ta ân minh quát to còn đang huy động sát kiếm cuồng loạn gầm thét càng nhiều chuẩn đế cường giả kết bạn giết vào bất chu sơn giết 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 tiếng gào thét của tử dương tiên quân cũng rất vang dội ân minh đứng ở trên nàng dâu ngọc cầm thét hắn gào thét dưới nàng dâu ngọc cô họng ngược lại không thấp lại không thấy hắn nhúc nhích liền nhảy nhót tại chỗ hắn không nói lời nào còn tốt vừa lên tiếng như vậy bị ân minh một cước đá tới người đặc biệt cũng là chuẩn đế đỉnh phong giết lão tử tu la thiên tôn xa xa nhìn muốn cười có một câu nói rất hay súng bắn chim đầu đàn thành thành thật thật gác lại ở đó nhất định phải nhảy ra tìm cảm giác tồn tại nhất định phải tú giọng một chút lần này được rồi được túc chủ ngươi đưa vào đi sắc mà tử dương tiên quân khó coi rất muốn rút ra hai cái miệng to miệng tiện đều là miệng tiện trước họa tu la thiên tôn thu mắt lại cách biển người người nọ liếc về phía ân minh thầm nghĩ có khả năng thừa dịp đoạn hay không đem gã kia đưa lên hoàng tuyền lộ hay không mạc lỗ mãng chung quanh ngọc tập cất giấu rất nhiều tiên tôn tư mệnh vội vàng cuống quýt nhắc nhở thiên tôn không nói gì tư mệnh nhìn thấy hắn cũng nhìn thấy bị diệp thần đuổi giết một lần ân minh cũng học thông minh vệ sĩ mang theo đủ phân lượng đừng nói hắn không ở trạng thái đỉnh phong cho dù ở thời kỳ toàn thịnh giết qua cũng không thể gần được thân thể ân minh thiên đình nhân tài đông đúc hạng người ngoạ hổ tàng long quá nhiều nội tình thật sự không phải hùng hậu bình thường lúc hắn nhìn tiếng ầm ầm của bất chu sơn bị tiêu diệt hoặc là nói chúng tiên tôn đuổi theo không thấy bóng dáng diệp thần đều để mắng nương đâu rồi lại nói diệp thần đã kéo thân thể máu chảy đầm lìa lại trở lại tòa núi kia khe nứt đại tràng diện này hắn là không che được phải tìm người hỗ trợ rất hiển nhiên hư ảnh huyền đế chính là người kia lại đến tại chỗ không thấy hư ảnh huyền đế diệp thần nhìn một vòng ánh mắt dừng lại ở trên vách đá hư ảnh huyền đế liền giấu ở bên trong diệp thần rưỡi thanh sắt bàng bà gõ vài cái ý tứ là nói đi ra nói chuyện phiếm hắn ngược lại gõ cửa nhưng hư ảnh huyền đế lại không phản ứng liền không đi ra Diệp thần hít sâu một hơi, đem thiết côn cắm trên mặt đất, xốc lên y bào, xách ra tiểu tiểu của hắn, đệ đệ, đối diện với vách đá, tới một ít nước. Người là một tiện nhân. Nhìn đi, vẫn là tới nước để sử dụng, hư ảnh huyền đế đi ra, mặt già tối đen, hùng hùng hổ hổ, mùi nước tiểu kia, quả thực xông vào mũi. Có người đánh ta, diệp thần dùng mình một cái. Tại thế nào cũng không đánh chết ngươi, huyền đế hư ảnh mặt già càng tối, đường đường là hư ảnh của huyền đế, lại bị nước tiểu phun một thân, một đời anh danh. Đây là địa bàn của ngươi, ngươi phải giúp ta, diệt thần cười ha hả. Mượn ta một thanh thần binh, ta đi ra ngoài truy chết đám thỏ con kia. Không. Đừng náo loạn, ngươi khẳng định có. Nói bậy, ta thật sự không có. Nào nào, xếp hàng, diệp thần hóa ra phân thân, trình tề một hàng, đều đặt quần áo xốc lên kia, đều chuẩn bị đem mình tiểu tiểu, đệ đệ, xách ra phơi nắng, sau đó, cho người ta một ít nước. Dừng lại, hư ảnh huyền đế giơ tay lên, nghiễm nhiên là một cảnh sát giao thông, làm cho người ta dừng xe ra hiệu. Thật sao, vô luận là diệp thần bản tôn, hoặc là diệp thần phân thân, đột nhiên nước tiểu, cứng rắn đều nghẹn trở về, đều đặt ở kia chớp, chớp hai mắt, nhìn chằm chằm hư ảnh huyền đế, liền nói đi, người chắc chắn có. Hư ảnh huyền đế nhét tay, vòng quanh diệp thần vòng quanh từ trên xuống dưới đánh giá khi thì còn có thể vươn tay nhéo nhéo cánh tay và chân diệp thần hắn cho rằng huyền đến nhà hắn cũng đủ không biết xấu hổ rồi không ngờ còn có sóng sao trường giang đập sóng trước thiếu niên này mới có thể xuất đầu